Sân nhà chính thức của PSS Sherman là sân vận động Mabur Hajo đang được cải tạo. Nằm tại nhiếp chính Sleman của đặc khu Yogyakarta, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được bắt đầu xây dựng vào năm 2005 và hoàn thành vào năm 2007. Chi phí xây dựng là 100 tỷ rupiah Indonesia. Dự án cải tạo sân vận động Mabur Hajo bắt đầu từ tháng 12 năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2024. Với chi phí 124 tỷ rupiah, sau cải tạo sức chứa của sân vận động này là 20.594 chỗ ngồi.